xa rồi mà lại không có bằng lái, còn nói chuyện em không có bằng lái, thì như bây giờ có cái nào giải thích cho em không? Em tại em đi giấy tờ hết rồi, giấy tờ xe em đưa hết cho anh này rồi. Giấy tờ em đưa hết rồi. Giấy tờ thì còn thiếu hay không? Bây giờ còn thiếu cái bằng lái xe. Thì em mới nói là bây giờ anh cái người nào bằng lái xe của mình bên công ty anh không có thì được lái xe khác, người ta chỉ giữ giấy tờ xe chứ người ta không giữ bằng lái nghe, anh đừng có người ta sợ giữ bằng lái thì lái xe cũng được. Dạ, mấy chú tài xế thì sợ giữ bằng lái không được, mà em là chủ xe, nhưng mà tài xế của em đang lái xách xe máy đi chạy việc cho em rồi. Chứ sao không đăng lên à? Chứ cái này chừng ra xuống miếng rồi xong chuyện chuyển rồi. Anh đi phòng xe kia không nhà tất vi phạm, em hiểu, anh nhớ được đó, em hiểu màu anh mà các bạn đòi lòng chuyện này hết tất vi phạm. Vâng, em hiểu. Em ủng hộ anh không gì hết á. Facebook em là ủng hộ anh hoàn toàn, nghiêm túc. Sau đây khi anh phạt em anh ủng hộ bình thường. Tại em nghĩ là cái này là bên khách sạn cho đậu, em nghĩ là vậy. Em đang ủng hộ không sai cả. Em hoàn toàn hợp tác với anh. Đúng em nè, anh kia nhất là quan điểm thay đổi. Không, không phải. Đây anh hút em nè. Facebook nó thì rõ ràng nè. Đây anh coi nè. Mới hôm qua luôn. Lúc tắt anh ơi. Nhưng mà anh sợ nhất là quan điểm lập trường mà chỉ thay đổi trong vòng có một ngày thôi. Sợ lắm á, không sợ lắm. Em được kiên định đó. Kiên định không? Kiên định rồi, cậu. Cậu. Cậu có được hiểu cho em được không? Mới là ủng hộ em một cái. Hả? Có đủ giấy tờ không? Có đủ cậu. Đủ giấy tờ rồi. Em đủ giấy tờ. Bằng lái đâu? Bằng lái là tài xế em giữ, nhưng mà cậu ấy đang xách xe máy đi công việc giùm em. Đâu rồi? Đâu, kêu về. Còn giấy tờ xe thì có đủ. Giấy tờ đầy đủ hết. Thì em là chủ xe, em nghĩ là ngồi đây là ổn rồi. Anh có cái nào tính đọc giùm em. Nếu cậu thì mai qua điểm có thay đổi không? Hơi nhưng mà anh có một em đứng đây hoàn toàn mà. Em nghĩ là em biết anh là chủ xe nha. Tinh thần là ổn màu anh Hải, nhưng tinh tâm mình lấy lấn cấn thế nào đó. Nghiêm túc. Lấn cấn à? Hơi lấn cấn. Lấn cấn là bởi vì chưa hiểu rõ luật. Đã hiểu luật rồi là không lấn cấn. Thế đó, tinh thần là ổn màu anh hoàn toàn. Không rõ. Tại vì mình chưa hiểu rõ luật. Thôi bây giờ này. Hải ơi. Cho em ghe vô một cái hả? Đậu xe đó, em mới vừa vô cái em ra thì em biết em sai. Em xin phép anh, em xin nộp phạt. Em đi chung qua, em lấy bắt bò. Đi đâu? Đi phong rồi. Đi phong rồi. Em cũng viên chức nhà nước cho nên anh không trả. Đi phong rồi, đi phong rồi. Đi phong rồi. Kêu cán bộ qua đây sao? Một miếng của em là mua được cái nhà để tôi nghèo không? Một miếng của em đó. Bây giờ cho em cách là em nhìn vô đây vậy cũng được. Để anh kiểm tra để anh nghe quan chức năng đó.